qua thì Thịnh trở về nhà cùng với cả bố mẹ và những người thân yêu của mình, giúp mình reset lại bản thân sau những ngày tập luyện và thi đấu trong khoảng thời gian vừa qua. Toàn đội quay trở lại tập luyện với không khí rất vui vẻ. Sau cái khoảng nghỉ thì Thịnh về có tập luyện cũng như là tập luyện thêm những cái gì mà mình còn thiếu, thì mình nghĩ là sau một khoảng thời gian mà mình trở lại thì cũng không có gì khó khăn. Các tân binh mặc dù lần đầu mới đến Việt Nam thi đấu thì còn rất nhiều khó khăn về mặt giao tiếp cũng như là lối chơi mọi người với nhau. Mình nghĩ là các tân binh cần thêm thời gian thì tất cả mọi người sẽ có cái sự gắn kết hơn. Là một cầu thủ thì được có danh sách triệu tập lên U23 thì đấy một điều rất là vinh dự và tự hào. Thịnh mong là sau khoảng thời gian tập luyện cũng như là ở môi trường V-League này thì cũng sẽ giúp đỡ cho Thịnh khi lên đội tuyển U23 để có thể tập trung cũng như là phát triển hết khả năng của bản thân mình trên đó. Trước tiên thì trên U23 thì mình sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện bản thân thật tốt để có thể giữ lại trong danh sách để đi sang Qatar với cùng là sự SEA Games. Xong bắt đầu khi quay trở lại V-League thì mình sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện bản thân để có thể được ra sân thi đấu và giúp ích cho đội bóng trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua.